những khoảnh khắc hài hước lọt vào ống kính của Google Street View. Người đàn ông này chờ cả ngày cho xe của Google đi qua để giơ cái ngón tay lên và đây là hình ảnh mà Google hiển thị trên app. Người đàn ông ngoái mũi đúng lúc mà chiếc xe của Google đi qua. Cô gái này chuẩn bị test sắp mặt và lọt luôn vào ống kính của Google. Người đàn ông này không biết có làm gì mờ ám không mà tự dưng chui ra từ trong cái thùng rác. Con mèo là người đối xử với trẫm như vậy mà coi được.